Chào các bạn mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh. Để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Diệp Dung cầm cuốn sách chăm chú đọc. Đằng sau cuốn sổ này vẫn còn vài chữ viết tay nữa. Vệ lăng đây hình như là liên quan đến mẫu thân của ngươi. Vệ lăng ngơ ngác một hồi. Rồi chàng nhẹ nhàng cầm qua quyển sách đó. Vệ lăng mắt đam chiêu đọc cuốn sách. Sau khi những người đó trục ta ra khỏi xưởng thêu của thành chủ, bọn họ đã nhốt ta ở đây. 23 ngày đã trôi qua, không biết Lăng Nhi ở nhà có ổn không, không tìm thấy mình, đứa trẻ này chắc chắn sẽ khóc toáng lên. Mẫu thân của vệ Lăng ngồi buồn bã trong một căn phòng nọ, đôi mắt bà nặng chịu những suy tư, bà ngồi viết những dòng thư này với vẻ mặt ủ rũ, bọn họ không cho ta tiếp xúc với bất cứ ai. Điều duy nhất ta biết là họ muốn tặng ta cho một nhân vật lớn nào đó, bọn họ đều nhắc về hắn ta, một cách rất kín đáo, ta đã nghĩ mình sẽ luôn bị giam cầm như thế này. Cho đến hôm nay, người này bất ngờ đến thăm, một tên mặc áo choàng đen đi vào, cuối cùng ta đã nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn mẫu thân của vệ lăng lúc này nước mắt trào ra tên người hầu đằng sau nhỏ giọng vương ra đây là món quà được thành chủ đại nhân đặc biệt chuẩn bị cho ngài người thợ thêu này có kỹ năng theo thủ phi phàm tên mặc áo choàng đen từ từ cởi chiếc mũ ra hắn ta giơ tay về phía cô gái rất tốt ta rất hài lòng cô gái ngước mắt nhìn với khuôn mặt sợ hãi người mà bọn họ kính cẩn gọi là vương gia sau này ta mới biết người này chính là vĩnh an vương của đương triều tiếng rên rỉ vang lên à bề ngoài hắn tỏ ra hiền lành nhưng thực chất lại thích hành hạ những người thợ theo để làm niềm vui bản thân hắn không ngừng thử cấm dược trên người ta bảo ta theo đủ loại tranh theo kinh dị ta cũng không biết bản thân có thể sống được bao lâu lăng nhi mẫu thân còn có thể gặp lại con không chuyển cảnh tại hoàng cung ly nước rơi xuống cùng giọng nói lớn ngươi nói cái gì thái hậu hoảng hốt hỏi bệ hạ gặp phải thích khách đến vệ lăng cũng mất tích rồi tên thị vệ báo cáo thần đã kiểm tra kỹ càng đã xác nhận chắc chắn ở hiện trường không hề có dấu vết đánh nhau đám người này hình như đang nhằm vào vệ hạ và vệ đại nhân thái hậu cau mày phong tỏa tin tức nhất định không được để hoàng đế xảy ra chuyện nữa tên thị vệ lẩm bẩm thái hậu nương nương hai lần liên tục đều có liên quan đến vệ đại nhân xem ra phe vĩnh an vương vẫn chưa chết tâm quyết tâm làm điều ác thậm chí ngày càng to gan hơn nữa thái hậu trầm mặc nói hãy thực ra ai ra luôn cảm thấy rất kỳ lạ vệ lăng xuất thân là bách tính bình dân tại sao lại đối với hoàng đế có nỗi hận thấu xương như vậy hắn không phải là một người tham lam quyền lực cũng không thân thiết với vĩnh an vương nhưng đối với mệnh lệnh giết vua của vĩnh an vương lại bảo gì nghe nấy như vậy chuyển cảnh tại phía vệ lăng vệ lăng nắm chặt cuốn sách chàng cúi mặt không nói một lời diệp dung thấy vậy liền hỏi vệ lăng những thứ này là vệ lăng tay xoa chán tỏ vẻ bất lực thì ra ta vẫn luôn hiểu lầm thái tử người hại chết mẫu thân ta căn bản chính là vĩnh an vương và nghĩa phụ thì ra bọn họ chỉ xem ta như là một quân cờ mà thôi vệ lăng nhớ lại ngày ấy nghĩa phụ đưa cho chàng một chiếc hộp nhỏ con à ta đã thay con điều tra cái chết của mẫu thân con rồi vệ lăng mở chiếc hộp ra mà nước mắt tuôn dài con là một đứa trẻ thông minh sau này ta sẽ nhận con làm nghĩa tử trong chiếc hộp đựng một tấm vải đã bị cháy quan trọng nhất là ta sẽ cho con cơ hội để trả thù vệ lăng cúi đầu tay chàng che mắt không khỏi cam phẫn nhiều năm như vậy thì ra họ vẫn luôn lừa ta nghĩa phụ gian xảo lừa vệ lăng lăng nhi đó chính là kẻ thù của con giết chết hắn vệ lăng nhìn theo nụ cười của thái tử cùng với câu nói của nghĩa phụ giết chết hắn giết chết hắn diệp dung bỗng nhiên đưa tay ra khiến vệ lăng trừng mắt thế rồi diệp dung ôm chầm lấy vệ lăng nàng an ủi chàng vệ lăng bình tĩnh lại đi vệ lăng cảm thấy được an ủi mà ôm lấy diệp dung khi này bùi thiếu không nhanh chóng rời đi khụ khụ mình thấy mình vẫn nên đi ra ngoài hóng gió thì hơn một lát sau vệ lăng cùng diệp dung ngồi tâm sự diệp dung cầm trên tay cuốn sách hỏi vệ lăng đây quả thực là chữ viết tay do mẫu thân của ngươi viết sao vệ lăng đáp lời mẹ ta từng làm lao dịch ở trong xưởng theo dưới lòng đất của thành la sát trong thời gian rất lâu kỹ năng theo phi phàm nhưng lại thuận tay trái chữ viết đặc biệt rất khó bắt trước kiểu chữ trên đó quả thật chính là do bà ấy tự tay viết, không thể nhầm được. Lúc trước nhóm sát thủ đó được vốn dĩ là do nghĩa phụ phái đến giết người diệt khẩu, người chúng muốn giết không chỉ có ngài, còn có ta, cũng may là ta đã sắp xếp tay mắt trà trộn vào đó từ trước. Bọn chúng mới không thể ra tay được, chuyện đến nước này, ta đã không thể tận hiến với Vĩnh An Vương được nữa, Diệp Dung nghe vậy thì ngẫm nghĩ. Vĩnh An Vương bình thường trông có vẻ hiền hòa, sau lưng lại cấu kết với la sát thành chủ đầy đọa thợ thêu, cũng chẳng trách những bản vẽ quý báu của thành la sát lại rơi vào tay hắn ta. Nếu, nếu như tất cả những chuyện này là thật vậy những người biết bí mật như mình và vệ lăng đều gặp nguy hiểm tiến thoái lưỡng nan chi bằng kết hợp với nhau có lẽ còn có thể thắng được sau đó diệp dung nghiêm túc nói chúng ta cùng nhau báo thù cho mẫu thân ngươi vệ lăng đáp ngài chỉ là hoàng đế giả không cần phải tham gia ân oán của ta và nghĩa phụ diệp dung cười cười ghé sát vệ lăng ngươi cảm thấy ta đã biết những thứ này và những lời đã nói với ngươi rồi vạn tướng và vĩnh an vương thậm chí cả đương kim thái hậu nương nương bọn họ sẽ bỏ qua cho ta sao vệ lăng im lặng một hồi rồi chàng nói được ngày hôm sau tại một khu rừng bùi thiếu khâm vác vệ lăng trên vai bệ hạ thước phong nặng quá đi diệp dung bảo rất nhanh sẽ đến dược tuyền rồi kiên trì thêm một chút diệp dung quay lại nhắc nhở khi bùi thiếu khâm đứng trên mỏm đá đang kêu rắc rắc bùi bùi ngươi phải cẩn thận đó dược tuyền này a à, diệp dung cùng vệ lăng và an bình há hốc mồm người đâu y phục của ta an bình quận chúa kêu lên a à, mắt của bổn cung vệ lăng thấy vậy thì nhanh chóng bịt mắt diệp dung lại phía bên này thước phong từ từ mở mắt chàng ngồi dậy chạm nhẹ lên chắn mình tự hỏi đây là đâu vậy trông lạ quá một giọng nói đầy ngọt ngào vang lên Jo, thức đại hiệp tỉnh lại rồi à hóa ra chủ nhân của giọng nói này là bùi khiếu thâm chàng nhẹ nhàng dựa thân hình nóng bỏng của mình lên khuôn cửa trước ánh mắt kỳ thị của thức phong thức phong xua xua tay nói cút ngươi tránh xa ta ra chút bùi bùi khiêu khích Jo, đến lúc này lại đuổi ta sao cũng không biết khi ngươi hôn mê ai đã cõng ngươi lên đây nặng hệt như con lợn vậy đó bỗng diệp dung cùng an bình quận chúa tiến vào phòng nàng ra lệnh được rồi tránh ra đừng chắn đường An Bình quận chúa phía sau hả hê cười, hi hi, Diệp Dung lạnh nhạt bảo, đều đã tắm cùng nhau rồi. Có gì đáng cãi nhau cơ chứ, bùi bùi khóc lóc giải thích, không có, không có đâu bệ hạ. Đã nói đều là sự cố rồi mà, thức phong ngạc nhiên đến không tin nổi, chàng há hốc mồm, cái gì, An Bình quận chúa nhẹ nhàng hỏi thăm. Bệ hạ, thức phong thế nào rồi, Diệp Dung chạm nhẹ lên chán thức phong nói, cũng may, đã hạ sốt rồi, xem ra tính mạng không còn gì đáng lo ngại nữa rồi, thức phong lo lắng, bệ hạ chủ tử ngài ấy. Nàng bảo, hắn không có về đây ngươi cứ an tâm nghỉ ngơi trước đi bùi bùi cười khẩy ha ha sợ chủ tử nhà ngươi không cần ngươi nữa sao diệp dung cao giọng bối bối đi bắt một con gà đồi để cho thước phong bồi bổ đi bùi bùi nghe vậy từ chối thẳng thừng thần còn lâu diệp dung chỉ chỉ tay đe dọa nếu ngươi không đi ta sẽ xuống núi dùng bổng lộc của ngươi mua 10 con về nuôi mỗi ngày đẻ một quả trứng cho thước phong bồi bổ cơ thể chàng nghe vậy dù có chút tức giận nhưng vẫn đồng ý nói biết rồi biết rồi lát nữa sẽ đi chắc chắn đi nhất định đi bỗng thức phong nhìn chúng bức tranh trong đôi tay mềm mại của diệp dung nàng nhanh chóng bảo đúng rồi mi vũ biệt vô âm tín đã lâu rồi cũng chưa có đến tụ họp với chúng ta ta chỉ còn cách vẽ chân dung của cô ấy ra để tìm người các ngươi nhanh xem thử nàng giở bức tranh ra kêu lên một tiếng soạt. bùi bùi thắc mắc bệ hạ người vẽ là loại yêu quái nào sao thức phong ngạc nhiên hỏi đây thật sự là mi vũ á Hả. mi vũ trên bức tranh do diệp dung vẽ mặt bự mắt nhỏ trông giống yêu tinh diệp dung hí hửng nói đã rõ như vậy rồi mà nhìn vẫn không ra sao tuy rằng không giỏi vẽ người lắm nhưng đây chính là tác phẩm mà ta rất tâm đắc đó nha bùi bùi cùng thước phong lo lắng nghĩ dựa theo bức họa chân dung này để tìm người sợ là cả đời này cũng không thể tìm thấy được rồi thước phong buồn bã ta bây giờ sẽ xuống núi đi tìm cô ấy diệp dung nhắc nhở vết thương của ngươi vẫn chưa khỏi đừng cử động lung tung bỗng thước phong cùng diệp dung vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói đầy ngọt ngào thước phong ngươi tỉnh rồi à vệ lăng tuần tú oai phong đứng bên cánh cửa thước phong vui sướng hét lên chủ tử diệp dung nhìn vệ lăng hỏi nhanh như vậy đã quay về rồi chàng tiến bước vào phòng nhẹ nhàng đáp trong thành la sát bày bố nhiều tay mắt của vĩnh an vương hành tung dễ bị lộ ra ngoài nên không thể nào nán lại lâu nàng bồn trồn lo lắng vậy phải làm sao đây dựa vào mấy người chúng ta nếu tìm mi vũ thì quá khó khăn rồi cô ấy mất tích lâu như vậy không phải đã thật sự xảy ra chuyện gì rồi chứ khuôn mặt nàng buồn bã nghĩ thức phong vốn đã rất lo lắng cho mi vũ mình sao có thể nói lời này trước mặt cậu ta chứ một nữ tử trùng chiếc khăn đen đứng bên cạnh vệ lăng chàng tươi cười bảo đừng nóng vội bệ hạ xem đây là ai mi vũ cởi chiếc nón đen xuống để lộ nhan sắc đẹp khuyên thành nàng hạnh phúc gọi bệ hạ khuôn mặt diệp dung tràn đầy niềm vui mi vũ nàng ôm chặt mi vũ vào trong lòng mình nàng nhẹ lòng bảo cuối cùng thì cô cũng quay về rồi vệ lăng nhìn hai người họ ôm ấp thắm thiết nói hôm nay ta đi qua trước cửa hồi xuân đường phát hiện hồi xuân đường thế mà mở cửa đón khách rồi liền cảm thấy rất kỳ lạ vào trong vừa nhìn quả nhiên thật sự là mi vũ mi vũ phấn khích bùi bùi từng nói địa chỉ của hồi xuân đường cho ta ta đoán các người sẽ dừng chân tại đó thật không ngờ thế mà lại hụt diệp dung ân cần an ủi chuyến đi này nói ra thì rất dài ta sẽ từ từ nói với cô khi màn đêm buông xuống là lúc ánh trăng tròn xuất hiện Gió khẽ thổi vù vù vệ lăng đang ngồi bên bếp lửa chăm chú nướng con gà ngon bỗng diệp dung chạy đến ngồi cạnh chàng nàng than vãn bận cả một ngày rồi đói chết mất nàng hỏi thức phong ngủ rồi vệ lăng thưa ừm uống xong súp gà đồi thì đã ngủ rồi mi vũ đang chăm sóc cho cậu ấy chàng cầm con gà chín vàng ươm đưa cho diệp dung Vệ Lăng ân cần, con này nướng cũng chín rồi đó. Cầm lấy đi, nàng vui vẻ qua lên, bỗng Diệp Dung khựng lại, Vệ Lăng cau mày thắc mắc, sao vậy? Nàng chế giễu, vệ đại nhân thường ngày có cuộc sống sung túc, không phải là lần đầu tiên nướng đồ cho người khác ăn đó chứ. Chàng nhét vội đùi gà thơm ngon vào khuôn miệng nhỏ xinh của nàng, Vệ Lăng cười cười, chẳng phải nói đói sao, sao đồ ăn mà cũng không chặn được miệng bệ hạ công chúa vậy? Nàng cắn cắn đùi gà ngại ngùng nói, ngươi vẫn nên xưng hô với ta là bệ hạ đi, kiểu xưng hô công chúa này nghe thật sự không quen, Trang dịu dàng nhìn nàng thắc mắc hỏi, tại sao chứ? Bị ghiền cải nam Trang rồi sao? Diệp Dung bảo, không, chỉ là ngươi cũng biết đó. Thân phận công chúa của ta không thể bị công khai, muốn giữ mạng chỉ có thể làm thế thân của ca ca, nên dứt khoát đừng nên đổi cách xưng hồ. Trang đắm đuối nhìn nàng, nói ra thì, ta vẫn chưa từng nhìn thấy, Diệp Dung bất ngờ, nhìn thấy gì? Vệ lang bảo, dáng vẻ thật sự của người, nàng ngại ngùng tim đập mạnh mẽ, thình thịch thình thịch. Hai má của Diệp Dung đỏ ửng cả lên, tên vệ lăng này có lẽ sẽ thích một cô gái yên tĩnh và đáng yêu hơn nhỉ không đúng tại sao mình lại để tâm đến hắn thích gì chứ bỗng bùi bùi bất ngờ nhào tới bệ hạ sao người lại ăn mạnh thế hả diệp dung bất ngờ gọi bùi bùi vệ lăng có vẻ không thích thú bảo người thái hậu dạy dỗ có khác ha thân là hộ vệ thế mà dám tùy ý nghe trộm chủ tử nói chuyện bùi bùi cướp lấy đùi gà của diệp dung chàng cười cười bệ hạ đừng nghe vệ đại nhân ăn nói tào lao ty chức chính là có chuyện quan trọng cần bẩm báo nàng tức giận chuyện quan trọng gì mà lại cướp gà nướng của chấm thế hả bùi bùi nhai nhòm 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 nói ổn thì qua mấy ngày nữa vết thương của thước phong có thể ổn hơn rồi bệ hạ chúng ta nên chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch rồi vệ lăng cùng diệp dung khá lo lắng lúc này an bình quận chúa đang ngủ ngon còn mi vũ vẫn chăm chỉ chăm sóc thước phong bùi bùi bảo bây giờ trong thành la sát được gài rất nhiều người của vạn tướng quân và vĩnh an vương hồi xuân đường đã không còn an toàn chúng ta phải tìm chỗ dừng chân khác vệ lăng trầm tư hỏi lần trốn qua đường như chuột thì kéo dài được bao lâu đây chứ? đợi thức phong khỏe lại, chúng ta sẽ phái vài mật thám đi tuồn ra tin tức, rồi tìm thêm vài người đóng giả nói chúng ta đã chạy trốn về phía lâm thủy hành tìm chỗ ẩn náu, thu hút tai mắt của vạn tướng quân đi. giọng nói của chàng chiếm lấy cả bầu trời đêm như vậy sẽ có thời gian ở lại thành la sát giải quyết chuyện bản đồ kho báu, lấy được chứng cứ vĩnh an vương, vạn tướng có cấu kết thành chủ thành la sát có giao tiếp với kẻ phản bội mua trục quân địch ta, à, chúng ta sẽ không cần phải lần trốn nữa rồi. tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng